bao nguyên con gà, nguyên con gà mà nó nướng á mọi người, cả 5 đồng à. Gà Costco biết không mọi người? Thấy không? Cả 5 đồng bạc à. Rẻ kinh ha. Gà nó nướng, nó nướng trong này mọi người thấy nó nướng không? Nó nướng vậy đó, nướng một lần mấy chục con vậy đó. Nướng mấy lò ta, 4 lò mà nhiều lúc không kịp để người ta mua đó mọi người. Đồng à, vớt một con cái này nhiều quá đã ha, quá trời, bỏ một con vậy đó, 5 đồng một con, 5 đồng một con. Gà này gà Mỹ nha mọi người, không phải gà đi bộ đâu mà nó cũng ngon lắm, thấy không? Gà Mỹ giờ với con nha. Wow, nóng quá. Ok, mình ở cái mình lấy. Ok, bây giờ mình ở thử coi. Đó, thấy nguyên con gà không? Cái này mình ăn đâu hết đó mọi người, mình ăn 2 cái đùi thôi. Mình ăn 2 cái đùi thôi mọi người. Đây nó nhiều lắm, đủ lắm nè. Thấy hai cái đùi không? Nguyên con gà mày, gà nó nướng lên mà nó làm cũng thấm lắm mọi người, em thấy không? Giờ mình ăn thử cho mọi người nha. Tại vì mình cũng ít ăn lắm, tại vì một con gà mình ăn không có hết. Mà coi nè, mà có 5 đồng bạc ở Costco nó rẻ quá nên mình mua thôi. Cái da đó nè, mình không ăn da lắm. Ngọt, thơm phức à mọi người, nhưng mà nó không bằng con gà đi bộ của Việt Nam của mình, nhưng mà nó thơm phức à. Con này nè, con đang nướng nè, đã chưa? Vào nó nướng làm sao mà thấm vậy ta, cái này á chắc phải nó ướp nguyên đêm rồi nó thấm vậy á. Thấm mà ngon, nó ăn không cách nào hết đâu. Nguyên con gà không bánh hả? Đã vậy nhá. Mà sao nó đẩy không biết nữa. Sao mà nó nuôi con gà này mà công nó bán, mà nó làm nữa mà có 5 đồng bạc à. Thấy không? À thịt nè. Wow, nóng quá. Ngon. Không bằng gà đi bộ mà ngon ghê. Đang ngồi ở Costco ăn luôn. Đó.
bỏ. Lắm. Bây giờ cái ức cái này mọi người nè, thịt không là thịt à, nhà thịt không à, khuôn mặt hồi nãy quay lấy cái phốt nè, à thôi không có cái nĩa, mình dùng cái tay luôn, nóng quá, thấy không, wow, wow thịt nó nè, mình đi ăn KFC á mắc lắm mà nó cũng đâu ngon bằng cái này đâu, cái này ngon hơn á, wow có thịt nè, công nhận mình cắt chấm với cái ketchup á, thịt không là thịt à, một đống thịt luôn, vào nặng quá mà sao nó làm thấm ghê nhau, nó làm thấm vô trong cái thịt nó luôn á, nó phải ngâm nguyên đêm á, vớt tay ăn luôn không muốn nỉ vậy, vào nóng 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 nóng. Năm đồng bạc cái này á, ăn chắc nguyên ngày không hết nữa. Nên vậy đó. Chứ mà ăn một con là ngày mai ăn không nổi nữa đâu. Nó ngán rồi. Ok, bye bye mọi người nha. Ok.